Vâng, anh xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN và đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường báo biểu quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, tối nay đến với chương trình của hội cựu sinh viên sĩ quan trường báo biểu quốc gia Việt Nam vùng Hồ Thị Đốn và phụ cận. Vâng, anh xin kính mời quý vị đón xem phần tin tức sinh hoạt nội bộ và sau đó là bài nhận định của cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức khóa 24. Mở đầu, kính mời quý vị theo dõi tin sinh hoạt nội bộ với Diệu Hiền. Diệu Hiền kính chào quý khán thính giả và đại gia đình võ bị. Chúc mừng cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Tiên khóa 23 Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản Bắc California. Hội cựu sinh viên sĩ quan Pennsylvania và Hoa Thịnh Đốn và phụ cận xin chung vui và chúc mừng cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Tiên khóa 23 Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam. Hiện là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tị nạn Cộng sản tại Bắc California, đã kiên trì và liên tục vận động chính quyền địa phương suốt 4 năm qua. Nay đã được Hội đồng thành phố San Jose, California cho phép hoàn thành 18 lá phướng và một bia đá với hàng chữ Welcome to Little Saigon, San Jose. Đây là một tin vui cho cả cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản hải ngoại. Cầu chúc cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Tiên khóa 23 dồi dào sức khỏe và vẫn tiến trên đường phục vụ lý tưởng quốc gia dân tộc mà trường mẹ đã trao truyền. Tin thành lập ban tổ chức đại hội 18. Kính thưa quý vị, vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 12 tháng 6 năm 2011, Ban chấp hành Hội cựu sinh viên sĩ quan Pennsylvania đã họp mặt cùng với Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam vùng Hồ Thị Đốn và phụ cận để tiến hành việc thành lập Ban tổ chức Đại hội 18 cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam ở hải ngoại nhân dịp lễ độc lập Hoa Kỳ năm 2012 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mở đầu cuộc họp, cựu sinh viên sĩ quan Võ Nhẫn khóa 20 đã giới thiệu Ban chấp hành Hội cựu sinh viên sĩ quan Pennsylvania và cựu sinh viên sĩ quan Huỳnh Hữu Danh khóa 31 từ Việt Nam vừa mới định cư tại Virginia được một tuần lễ. Hội đã tặng anh chị Danh một ít hiện kim và quà lưu niệm. Đồng thời, quý thành viên tham dự cuộc họp cũng đã nhiệt tình ủng hộ hiện kim cho cựu sinh viên sĩ quan vừa mới định cư này. Và nhờ sự hợp tác chân thành, tích cực của quý niên trưởng, anh chị, nên ban tổ chức đại hội đã được hình thành một cách nhanh chóng, nhân sự dồi dào cũng như đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng hầu hoàn thành trách nhiệm mà tập thể tin tưởng giao phó. Sau đây, kính mời cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam đã phục vụ trong binh chủng biệt động quân tham dự bữa cơm thân mật. Nhân dịp binh chủng biệt động quân tổ chức đại hội biệt động quân vào các ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2011 tại Virginia, Hội cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn và phụ cận trân trọng kính mời quý cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam đã phục vụ trong binh chủng biệt động quân tham dự một bữa cơm thân mật với quý cựu sinh viên sĩ quan cùng trường đang định cư tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 15 tháng 7 năm 2011, tại tư gia niên trưởng Lâm Duy Tiên khóa 12, địa chỉ 3912 Gallows Road, Annandale, Virginia 22003, điện thoại 703-941-1188, trân trọng kính mời. Và sau cùng là tin tổ chức Ngày Quân lực tại Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa quý vị, năm nay, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa, vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã giao trách nhiệm tổ chức kỷ niệm Ngày Quân lực 19 tháng 6 tại Trung tâm Thương mại Eden cho Hội Cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Biểu Quốc gia Việt Nam. Bắt đầu là lễ truy điệu chiến sĩ trạng vong đã được tổ chức vào lúc 9 giờ tối 18 tháng 6 năm 2011 trước sự hiện diện của cựu Trung tướng Lữ Lan và phu nhân, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và gần 300 chiến hữu đồng hương tham dự. Cựu Trung tướng Lữ Lan, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh, chiến hữu Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Liên hội cùng quý vị lãnh đạo tôn giáo cùng dân hương đặt vòng hoa trước bàn thờ Tổ quốc để tưởng nhớ công ơn dựng nước, giữ nước của các đấng tiền nhân cũng như quân dân cán chính Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng hy sinh vì lý tưởng tự do. Trong không khí trầm buồn, lắng trang nghiêm, bài truy điệu do cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức khóa 24 ngâm đọc đã làm cho mọi người tham dự buổi lễ bùi ngùi, xúc động. Đến ngày hôm sau, lễ chào cờ lúc 12 giờ trưa 19 tháng 6 năm 2011 cũng tại Eden, hơn 200 chiến hữu và đồng hương tham dự. Sau lễ chào cờ, đoàn người đã tuần hành trong khu thương mại Eden.
Được biết, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Tiến Việt, khoa 23 và cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khoa 24 chịu trách nhiệm điều hành và chỉ huy các buổi lễ trên. Ngoài ra, các chùa và các nhà thờ trong vùng cũng có lễ cầu siêu, cầu hồn cho các anh hùng liệt sĩ đã vì quốc vong thần. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khoa 24, trình bày về vai trò của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc chống cộng. Kính chào quý vị. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, đánh dấu ngày quốc hận thứ nhất của dân tộc Việt Nam. Sau khi Cộng sản cùng với thực dân Pháp ký kết Hiệp định Geneva, chia đôi đất nước, cuộc di cư vĩ đại của dân chúng cùng các đơn vị của quân đội quốc gia được lần lượt di chuyển vào Nam kể từ tháng 8 năm 1954. Dưới thời đại nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã xây dựng quân đội quốc gia thành một lực lượng có khả năng, tinh thần, phương tiện đập tan bất cứ cuộc xâm lược nào từ phương Bắc. Trải qua bao thăng trầm, thử thách, quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, bình định lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm 3 quân chủng duy nhất: lục quân, không quân, hải quân. Về lục quân gồm 11 sư đoàn bộ binh cùng các lực lượng tham chiến, yểm trợ như thiết giáp, pháo binh, công binh. Lực lượng tổng trừ bị gồm sư đoàn dù, sư đoàn thủy quân lục chiến, liên đoàn 81 biệt kích, nhiều liên đoàn biệt động quân. Ngoài ra còn có các đơn vị địa phương quân, nghĩa quân và xây dựng nông thôn. Các quân chủng không quân, hải quân đều được huấn luyện thuần thục, trang bị những chiến đấu cơ phản lực, chiến hạm tối tân. Hơn 1 triệu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa với tinh thần chiến đấu vì tự do được trang bị vũ khí tối tân là một quân đội hùng mạnh nhất vùng Đông Nam Á. Với sự trợ giúp của các nước đồng minh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã lớn mạnh, không những đủ khả năng chặn đứng cuộc xâm lăng mà còn tiêu diệt Cộng quân qua nhiều trận chiến, đặc biệt là chiến thắng Mậu Thân 1968. Chiến dịch hành quân năm 1970 tại Campuchia đập tan những kho tàng tiếp liệu của Cộng quân, cuộc hành quân sang Hạ Lào hay chiến dịch Lam Sơn 719. Mặc dù bị báo chí, truyền thông Hoa Kỳ cũng như Cộng sản nằm vùng tiết lộ bí mật, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngay từ đầu, dù ở thế bị động, vẫn gây thiệt hại nặng nề cho Cộng quân. Sau đó là cuộc chiến mùa hè đỏ lửa 1972, đã đập tan mọi mưu toan xâm lược, buộc Cộng sản Bắc Việt phải chấp nhận thương thuyết trong Hiệp định Paris 1973. Nhưng ngay sau đó, chính Cộng sản lại cháo trở, lật lọng, vi phạm, xôi quân xâm chiếm miền Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã để lại trong quân sử Việt Nam những trang sử oai hùng chói lọi. Cho đến những giờ phút cuối cùng, những trận giao tranh ác liệt, đẫm máu với Cộng quân của sư đoàn 18 bộ binh, lữ đoàn 1 nhảy dù tại Xuân Lộc, liên đoàn 81 biệt kích dù tại Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn đã hùng hồn chứng minh sự bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì quyền lợi, xu hướng chính trị cùng với hệ thống truyền thông, phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ cũng như sự dàn xếp của những thế lực cộng sản quốc tế và tư bản đã đưa đến ngày quốc hận thứ hai 30 tháng 4 năm 1975. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nổi trôi theo vận mệnh đất nước. Sau năm 1975, hơn 200.000 quân nhân và nhân viên chính phủ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bắt và giam giữ trong các trại tù khổ sai, mệnh danh là trại cải tạo, trong khi hàng triệu người lại liều chết vượt biên, vượt biển, trốn khỏi nanh vướt Cộng sản. Trước năm 1975, ai cũng biết chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quên mình vì nước, vì tự do của toàn dân, chiến đấu chống lại cuồng vọng xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt và Tập đoàn Cộng sản Quốc tế, cũng như anh dũng đánh trả bọn Tàu Cộng. Ngược lại, quân đội Cộng sản mang danh là quân đội nhân dân nhưng phải tuyệt đối trung thành, làm theo mệnh lệnh của Đảng, tiếp tay đàn áp, giết hại dân lành nhưng nhu nhược trước sự xâm lăng của Tàu Cộng. Kính thưa quý vị, trong chiến tranh,
quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngoài việc hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc còn đóng góp đắc lực vào việc xây dựng quê hương. Các doanh trại hàng hàng lớp lớp, các hải cảng, giang cảng tối tân có thể đón nhận những tàu chiến hoặc thương thuyền cỡ lớn. Những phi trường quốc tế hạng A, những xa lộ, cầu cống thuận tiện đã từng thay đổi bộ mặt quê hương thành một quốc gia tiến bộ và bậc nhất trong vùng Đông Nam Á. Ngày nay, nơi xứ người, ngoài nghĩa vụ ghi ơn các chiến sĩ vì quốc phong thân, chúng ta cần phải tranh đấu để tu bổ lại những nghĩa trang quân đội hiện đang trong tình trạng hoang phế, cùng giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất cho các thương phế binh, mà phần lớn đang sống lây lất khắc khoải tại quê nhà. Chúng ta cũng không quên tri ân các tử sĩ Hoa Kỳ đồng minh, cảm ơn nhân dân các quốc gia đã hỗ trợ trong cuộc chiến, cũng như đã mở rộng bàn tay tấm lòng đón nhận chúng ta đến xứ tạm dung nơi xứ người. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể khẳng định ngày nào các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đoàn kết, thông cảm, chấp nhận những khác biệt, cùng xây dựng cộng đồng, cùng tranh đấu cho quê hương dân tộc, chống lại kẻ thù duy nhất đó là Đảng Cộng sản Việt Nam bóc lột, làm giàu trên sự nghèo đói của nhân dân, thì ngày đó chúng ta còn có cơ hội đóng góp cùng toàn dân Việt Nam diệt tan chế độ độc tài đảng trị, đem lại ấm no, hạnh phúc, tự do thực sự cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Vạn Lý xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.